Katie ở thời điểm hiện tại đang rất thiếu sức phòng thủ. Katie ở một phương trời xa lại phải nằm lại thêm một lần nữa. Và bên phía của bóng cần mình đang gì đấy? Ôi trời, thì rõ ràng cần phải thi đấu một cách kiên cường hơn. Ở đây thì Akashi đã bị hạ gục bởi số Bách Văn lên một cú nữa đến từ Kuga. Kuga đang lên tiếng quá rõ ràng với con Quy ở trong ván thi đấu thứ hai này.